Hello tất cả mọi người, mình là Thúy. Thì sau bên này suy nghĩ thì mình đã quyết định đi nâng mũi, thay đổi cái dáng mũi của mình. Thì như các bạn thấy đấy, cái đầu mũi của mình thì nó hơi to và cái sống mũi của mình không được cao nữa. Nếu mà nhìn ngang thì sẽ không, hầu như là không thấy sống mũi, đúng không? Là mình muốn thay đổi cái dáng mũi để cho hợp với khuôn mặt của mình hơn, để cho cái khuôn mặt của mình sẽ được thanh thoát hơn. Lý do tại sao mình lại chọn bệnh viện là bởi vì là mình có một người bạn đã từng làm mũi ở bệnh viện rồi. Thì sau khi bạn ấy làm khoảng độ tầm 2 tuần thì mình cảm thấy là wow, dáng mũi rất là đẹp, rất là thanh thoát với khuôn mặt của bạn ấy. Là mình đã hỏi bạn ấy là làm ở bệnh viện nào, thì mình đã đến để nhận tư vấn. Thì đầu tiên khi đến bệnh viện thì mình cảm thấy bệnh viện rất là to và đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình hướng dẫn mình. Đấy là cái thứ nhất. Và mình thấy là bệnh viện này rất là nổi tiếng, uy tín. Cho nên là khi mà bạn mình đã làm ở bệnh viện này và mình cảm thấy là rất là đẹp, thì đương nhiên là mình sẽ có một cái tâm lý là mình tự tin và không có sợ điều gì hết. Sau khi thì mình đã nhận tư vấn từ bác sĩ thì mình cảm thấy là đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình, và mình cảm thấy là bệnh viện rất là, làm rất là chuyên nghiệp. Cho nên mình đã quyết định làm mũi tại đây. Chào mọi người, hôm nay thì hiện tại thì mình đang ở bệnh viện EA và hôm nay thì mình đến đây để làm phẫu thuật mũi. Vì là lần đầu tiên cho nên là mình cũng hơi hồi hộp một chút. Thì bây giờ mình sẽ lên trên và thay đồ và làm thủ tục với các bác sĩ. Mọi người đi theo mình nhé. Hiện tại thì mình đang ở tầng 5, đây là phòng thay đồ cho nữ. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để thay đồ nhé. Hiện tại mình đang ngồi đây để chờ phẫu thuật. Thì hồi nãy thì mình có gặp bác sĩ rồi, bác sĩ cũng đã tư vấn cho mình và mình cũng đưa cho bác sĩ xem cái hình ảnh dáng mũi mình mong muốn. Thì vì đây là lần đầu tiên mình làm mũi cho nên là mình có một sức gì đó hơi hồi hộp một chút. Thì mình tin rằng là sau khi mình phẫu thuật xong thì mình sẽ có một cái dáng mũi như mình mong đợi. Hiện tại thì mình đang ở phòng phẫu thuật để chờ vào phẫu thuật. Trời ơi, mình cảm thấy khổ thật sự luôn ý. Hẹn mọi người sau khi mình đẹp lên nha. Cảm giác rất là bình thường, chỉ là hơi hơi sốt.
rất là nhiều, nên là mình rất là hài lòng vì hiện tại nghĩ của mình. Còn bạn bè của mình thì cũng nhiều người cũng nhận xét là làm rất là tự nhiên, cũng không có ai phát hiện ra là mình đã phẫu thuật, nên là mình cũng rất là vui.